Không tải nhôm không? Không tải nhôm à? Sao anh? Tức là mình kiểu mình dọn mà chẳng đi ra tí là nó có tải cái nhôm này không? Không, không. Đấy là anh thấy nó tự nhiên đấy. Anh rửa con nước là nó sẽ lại lại màu nhôm. Nó gọi là làm sáng nhôm mà.